Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với các thầy trong ban biên tập chương trình, kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp tất cả quý vị và các bạn chúng ta nắm rõ được về tiền tài, gia đạo, sức khỏe và công danh sự nghiệp của mình trong tháng 7. Và khi biết trước được thiên cơ, bạn sẽ có thể lên cho mình những kế hoạch hành động cụ thể để mọi việc được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, hanh thông theo như ý mà mình đã mong muốn. Vận khí của con người vốn vận động không ngừng, thế nên bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 7 này của mình. Qua đó không chỉ nắm được thời vận của mình mà còn biết được thời vận của những người trong gia đình của mình cũng như là bạn bè. Từ đó sẽ giúp bạn có được vạn sự ấm êm theo ý của mình. Trong chương trình ngày hôm nay thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp quý vị luận giải về lá số tử vi của quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, giúp quý vị biết được sao hạn và cách phòng tránh, đồng thời cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 luôn có được tài lộc, may mắn và bình an. Sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong tháng 7 âm lịch này. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua những việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt. Những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Xem tử vi tháng Mậu Thân năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu liên quan đến quan hệ vợ chồng. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ Kỷ Tỵ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Người tuổi Kỷ Tỵ có một tháng mới đầy triển vọng, bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo, có thể là cả quý nhân. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Tuổi vẫn còn trẻ, mặc dù đã va chạm nhiều, nhưng bản mệnh vẫn có nhiều điều cần phải học hỏi. Tốt nhất nên giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non, háu đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một người có những biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư kinh doanh trong năm nay thì bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn, không nên nghe theo những lời rủ rê lôi kéo của người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ. Ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên xào, nếu không sẽ dẫn tới các bệnh về dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra, trong tháng này cũng cần phải hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi Kỷ Tỵ còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn khỏe, còn trẻ, bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm chính là cắt giảm thức khuya, có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên. Các quý vị gia chủ Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Năm mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp. Bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình, về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân, lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp đinh hợi, có nạp âm ốc thượng thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp kỷ hợi, có nạp âm bình địa mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp tân hợi, có nạp âm thoa xuyến kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính thân, có nạp âm sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp mậu thân, có nạp âm đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tuổi Kỷ Tỵ tử vi trong tháng 7 của họ. Hy vọng rằng là thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy yên tâm vững vàng để tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.